Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Vinmax sẽ lên cho các bạn một chiếc máy sát gạo mini đa năng sử dụng cho gia đình, có model là Kawasaki KW258. Đây là một model mới nhất của năm 2023. Ngoài cái chức năng sát lạc gạo thì chúng ta có thể sử dụng để nghiền vỡ, nghiền mịn các cái loại nông sản như ngô, khoai, sắn, các loại ngũ cốc. Sản phẩm này là một sự kết hợp hoàn hảo dành cho các hộ gia đình hoặc các đại lý kinh doanh theo mô hình vừa và nhỏ. Và sau đây mình xin phép được hướng dẫn các bạn lắp ráp chiếc máy này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp phần trục quay. Mọi người lưu ý là mình sẽ căn chỉnh cho các cái vị trí của bu li nó khớp, cũng như là việc mình đặt ốc để cho nó chuẩn. Mọi người sẽ chỉnh trục và sau đó chúng ta sẽ cố định bằng các cái ốc. Mọi người sẽ thao tác giống y như bạn kỹ thuật viên bên mình đang làm. Tiếp theo đến thì chúng ta sẽ lắp phần cối sát cũng như là phần sàng rung. Chúng ta sẽ đặt cối sát và sàng rung lên. Sau đó thì mình sẽ căn chỉnh và mình sẽ xoáy ốc. Mọi người lưu ý là sau khi mà ốc đã được siết thì chúng ta sẽ sử dụng một chiếc cờ lê để chúng ta siết lại cho nó chắc chắn hơn, bởi vì trong quá trình hoạt động thì máy sẽ tạo ra sự rung lắc. Vì vậy nếu mà các bạn không siết chặt ốc thì các cái ốc này của chúng ta sẽ bị rơi ra và ảnh hưởng đến quá trình mà chúng ta sử dụng máy. Phần tiếp đến là chúng ta sẽ lắp phễu xay sát. Phần cối phễu xay sát này, cái dòng mới của năm 2023 thì nó có một điểm nổi bật là mình có thể lọc được các cái trấu, cái bổi hoặc cái rác. Mọi người lưu ý thì tại vị trí này thì mình sẽ có hai chiếc ốc nên mình sẽ siết cho chặt ạ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp phần ống da trấu. Mọi người lưu ý là mình không được bỏ cái mút trắng này đi nhé mọi người nhé. Mọi người căn chuẩn và chúng ta siết ốc tương tự như các cái thao tác của các cái bộ phận khác. Vì ở cái ống trấu này thì mình sẽ có một cái phễu ra như này. Mọi người lưu ý khi mà thao tác chúng ta lắp là chúng ta luôn luôn phải nhớ là mình sẽ phải siết chặt tay, sử dụng các cờ lê, các cái dụng cụ để mình có thể siết chặt. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp cái phần núm điều chỉnh độ trắng của đầu sát. Sau khi gạo cho vào cối và đi xuống thì tùy vào cái độ trắng theo nhu cầu thì mình sẽ điều chỉnh theo mức độ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp phần phễu ra của tạp chất. Sau khi mà lúa được đưa vào trong cối, những cái tạp chất, những cái rơm rạ sau khi phơi mà còn sót lại thì tiếp đến thì chúng ta sẽ thao tác với phần đầu nghiền. Chúng ta sẽ lắp cái cửa đầu nghiền ra trước và sau đó thì chúng ta sẽ để bộ nghiền lên. Ở cái bộ này thì mình cũng sẽ có một cái mút cao su nhé. Mọi người nhớ là mình sẽ phải có. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp phần phễu của buồng nghiền. Mọi người thao tác giống như kỹ thuật viên bên mình đang làm ạ. Nhìn vậy thôi nhưng mà khi các bạn thao tác thì rất là dễ. Nếu trong quá trình làm mà các bạn gặp phải vấn đề hoặc là gặp phải khó khăn thì mọi người có thể nhấc máy lên và gọi trực tiếp cho kinh doanh nơi mà mọi người mua hàng để các bạn sẽ gọi kỹ thuật để hỗ trợ mọi người ạ. Mình sẽ lắp phần phễu. Thì ở cối nghiền này thì mình sẽ có hai loại phễu, đó là một phễu tròn nằm đứng và một phễu dẹp nằm phía ngang. Đây thì mọi người cũng là thao tác lắp. Mình có thể nghiền ngô, nghiền cám, nghiền các loại đậu, loại hạt ở trong cái phần cối này. Rất là đa năng, đáp ứng được đầy đủ, khá là đầy đủ các cái nhu cầu của gia đình chúng ta. Vậy là một chiếc máy sát gạo đã được lắp đặt hoàn chỉnh, được lắp ráp hoàn chỉnh. Thì chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại cái sản phẩm này.
Để mà mua máy thì quý vị và các bạn có thể liên hệ đến số hotline 024 38 38 3456 hoặc là truy cập vào website maimocviet.vn. Vinmark luôn luôn phục vụ các bạn một cách nhiệt tình và chu đáo nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt!